Đến bất kỳ trường học nào, ta cũng thấy những xe hàng rong chờ đợi trước cổng trường để buôn bán. Và đối tượng chính họ hướng tới là những cô cậu học trò nhỏ tuổi. Nắm bắt tâm lý học sinh, các loại hàng rong cổng trường thường có những chiêu đặc biệt thu hút các em. Song chính những quầy hàng này lại đang mang rất nhiều lo ngại cho sức khỏe của các em học sinh. Hàng quán vỉa hè, thực phẩm trước cổng trường với vô vàn những loại thức ăn, những món đồ chơi, đồ ăn vặt. Bấy lâu nay dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc với không chỉ các trường học mà với cả phụ huynh học sinh. Người ta nghiễm nhiên coi đây là một phần không thể thiếu đối với học đường. Vô hình chung đã biến cổng trường học thành một cái chợ và những chữ an toàn vệ sinh thực phẩm dường như chưa bao giờ tồn tại. Dạo qua cổng trường học các cấp, nhất là trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội, điều dễ dàng nhận thấy nhất là trước mỗi cổng trường đều có ít nhất 5 đến 6 quán quả vặt vỉa hè. Các loại hàng hóa, thực phẩm phục vụ các thượng đế học trò chủ yếu là các đồ ăn nhanh như nem chua, xúc xích rán, thịt hổ, phô mai que, thịt xiên nướng, cho đến các loại đồ uống không nhãn mác như nước hoa quả dạng xịt, kem bảy màu, coca chai, trà sữa trân châu. Đặc điểm chung của các loại thức ăn vặt cổng trường là đều rất rẻ, có bao bì, màu sắc rực rỡ. Mức giá của các loại thực phẩm này rẻ đến mức khiến nhiều người giật mình, như 2.000 đồng một chiếc nem chua rán, nước ngọt trái cây dạng xịt 25ml, 2.000 đồng một chai, nước ngọt coca 1.000 đồng một cốc, thịt hổ 3.000 đến 5.000 đồng một gói. Cháu mua bim bim ạ. Cháu mua bim bim, cháu mua nước uống. Hàng ngày cháu mua 10.000 ạ, bố cho 10.000. Ăn uống sạch, giá tiền là 1.000. Như chúng ta đã biết hiện nay là trên thành phố nói chung ấy, thì cái vấn đề mà thức ăn vặt ở trước cổng trường thì phát triển rất là nhanh. Cái này cũng do nhiều nguyên nhân. Một là do cái thói quen thích hay ăn vặt của trẻ em. Hay là giá cả lại rất là rẻ, mà bên cạnh đó thì những cái người bán hàng thì người ta thấy lợi nhuận cao, đúng không? Thì người ta lại càng đua nhau để mà chỉ cần rất là đơn giản, chỉ cần có một cái nồi, một cái bếp và một là có thể là thành một cái quầy hàng được rồi. Cho nên là cái vấn đề mà ăn quà vặt ở trước cổng trường thì hầu như là càng ngày càng phổ biến. Chúng tôi mua thử một vài món đồ trong số những mặt hàng được bày bán tại các khu vực cổng trường. Mỗi món chỉ có giá vài nghìn đồng. Đồ cũng phong phú. Những hộp nhựa trong không bao bì, không nhãn mác để ghi thành phần hay nguồn gốc, hạn sử dụng.
Bên trong là những viên tròn nhỏ được chiên vàng, mùi khen khét, nông nông, mặn mặn, xộc thẳng vào mũi. Khi cầm trên tay thì đa phần chúng ẩm, có lớp dầu mỡ nhấp nháp bên ngoài. Cái vấn đề mà những cái sản phẩm gọi là báo gói đấy, thế nhưng mà một là tiếng mình không đọc được, đúng không ạ? Hai là nếu có đọc được thì tôi thấy những cái thực phẩm mà bán giá rẻ là những cái sản phẩm không phải từ nhà máy có uy tín, là những cái nhà máy mà đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đấy, và chỉ là những cái cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thôi. Cho nên trên cái nhãn của họ là cái rất là đơn giản. Ví dụ như nó nói là thành phần của nó gọi là có thịt, có muối, có chất bảo quản, có chất phụ gia. Thế nhưng mà chất bảo quản là chất gì, chất phụ gia là những chất nhào nào thì cũng không ghi rất là rõ. Cho nên là nhân cái thể đấy thì cũng muốn nói rằng là đối với trẻ em mà nếu mà ở cái trình độ mà tiểu học chẳng hạn ấy, thì bố cũng khuyên rằng là bố mẹ ấy, thì cũng nói các cháu là cũng hạn chế cho tiền các cháu để các cháu không ăn những cái quà vặt như vậy. Tại vì những cái sản phẩm mà không có nhãn mác rõ ràng là những sản phẩm không đảm bảo an toàn. Vì không đảm bảo an toàn cho nên mình mập mờ đánh lận con đen như vậy. Chứ còn nếu mà sản phẩm bảo đảm an toàn thì nhãn mác họ rất là rõ ràng. Như chúng ta biết một cái nhãn mác mà nếu mà mình đọc được cái nhãn mác mà hiểu được nó, ví dụ như ở đây ngay sản xuất thì hạn sử dụng này, cơ sở nào sản xuất thì thành phần của nó như nào này. Đấy, thì chúng ngoài những cái đấy thì chúng ta sẽ biết được là 90% là cái sản phẩm đấy là an toàn hay không. Tại vì nếu mà quy định ấy, một cái sản phẩm an toàn mà nhà máy sản xuất mà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ấy, thì người ta phải ghi rất là rõ ràng, ví dụ thành phần của nó, ví dụ tôi nói là có đường tinh luyện nha, có chất bảo quản thì nó ký hiệu là E bao nhiêu đấy, hoặc là chất màu cũng ký hiệu E bao nhiêu, hoặc là thậm chí là ghi rõ tên, ví dụ như là phẩm màu vàng chanh ký hiệu là E bao nhiêu, hoặc là nếu mà gọi là tên hóa học thì màu tartrazine số bao nhiêu chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là chất bảo quản là natri benzoat chẳng hạn ký hiệu là E bao nhiêu. Tất cả những cái đấy là đòi hỏi những nhà sản xuất khi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là phải ghi rất rõ. Thì qua cái nhãn như thế chúng ta biết được là tin tưởng được là cái sản phẩm này là an toàn, vì họ viết rất là công khai minh bạch mà người đọc là đọc được. Với mức giá rẻ như cho của các món đồ ăn thức uống này, hẳn các bậc phụ huynh ai cũng phải nghi ngờ về sự đảm bảo chất lượng, nhất là khi đó là đồ mà con em mình mua ăn hàng ngày đến trường. Tâm lý các vị phụ huynh là đều không muốn con em mình sử dụng những loại đồ ăn vặt này. Tuy nhiên quả là khó khi mà ngay trước cổng trường là sự bủa vây của các quầy hàng này. Và với mức như vậy, trẻ em dễ dàng mua và chia sẻ cho nhau. Mình lấy cái tiền đồ ăn trước cổng trường thì các cái đồ ăn đấy rất là mất vệ sinh và không đảm bảo chất lượng. Mình mong là không muốn bán các cái đồ ăn ở cổng trường để cho con mình đỡ phải ăn. Biết là nếu mà con có tiền là con bao giờ con cũng ăn lung tung ấy. Cho nên là đến giờ học mình đèo con vào và con thiếu đồ dùng thì mình mua thôi, chứ không cho cháu tiền ăn vặt. Không riêng gì trường này và nhiều trường khác cũng thế, là có nhiều những cái cháu nó ăn vào nó bị bệnh đau bụng rồi thì là thậm chí là mắc cả bệnh đi ngoài. Thế bởi vậy cho nên là tôi thấy cái trường hợp đấy nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy nên là tôi thì thường thường là đi đón các cháu, nhưng không bao giờ tôi như là mua những cái thứ ấy cho các cháu, vì như là thực tế mà bản thân gia đình tôi cũng đã bị dính vào chuyện ăn phải như là thức ăn mà bị ngộ độc thực phẩm một lần rồi, cả nhà bị á. Thế bởi vậy từ đó là tôi không bao giờ tôi mua nữa. Trước khi đi học mà cháu có nhu cầu gì thì là mình hoặc là vợ thì sẽ mua nước ăn nước đến. Còn đâu là sau khi mà cháu đến trường thì là khi mà cháu về thì sẽ có người đón. Còn đâu là thứ nhất là cái đồ mà như bạn thấy ấy,
là những cái đồ mà ở ngoài cổng trường ấy, nguồn gốc xuất xứ thì nó không có, mà mình nghĩ rằng là những cái đồ đấy toàn đồ tàu đấy, nên là cái việc đấy thì mình cũng có dặn. Thức ăn bạn ở trường cổng trường thì quá là đa dạng đúng không? Từ những cái đồ chiên rán, như chúng ta biết là đồ chiên rán thì bao gồm rất là nhiều loại xúc xích này, rồi các cái loại bánh rán này, rồi các nem rán này, rồi thì là các cái loại nước hoa quả từ pha chế. Rồi phẩm rồi pha chế thì chúng ta cảm thấy rất là nguy cơ, vì như pha chế ta chỉ cần dùng đường, có thể là đường thường hoặc có thậm chí là đường hóa học, rồi phẩm màu một tí hương liệu là thành một cái cốc nước ngọt thôi đấy, rồi hoặc là kem, các cái loại kem cũng tự làm, đường hóa học rồi thì là nước bẩn, những cái nước nó không sạch đấy, rồi đến các loại thức ăn khác. Kể cả những cái thức ăn bao gói, như chúng ta thấy những cái loại bao gói bán trước cổng trường mà nhãn mác thì không rõ ràng và nhập từ nước ngoài, mình không đọc được, và cũng là những cái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả những cái thức ăn đấy là những cái mối nguy rất là tiềm ẩn, đến dẫn đến bệnh tật cho các em. Như chúng ta đã biết, bệnh tật thì cũng lây qua nhiều nguyên nhân, có thể là nguyên nhân vi sinh vật hoặc là hóa học. Như ở đây thì chúng ta phân tích nặng về cái nguyên tố hóa học rất là nhiều. Không chỉ có các quầy hàng cố định mà các quầy hàng di động cũng coi cổng trường là nơi làm ăn hiệu quả. Cứ vào giờ tan tầm của các trường là một đội ngũ những người bán hàng rong, xe đẩy lại di chuyển đến địa điểm đã lấy chỗ từ trước, tất bật chuẩn bị các món quà mà trẻ nhỏ yêu thích như nem chua rán, xúc xích, chả viên, cóc dầm, xoài dầm, bánh kẹo, trà sữa Thái Lan, các loại nước giải khát với mức giá từ 2 đến 12.000 đồng một món. Thực tế chỉ nhìn bằng mắt thường, ai cũng thấy những đồ ăn chế biến trước cổng trường khó có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồ ăn được luộc, chiên rán hoặc nướng ngay tại chỗ, thậm chí gần sát cống rãnh, nơi tập kết rác, nước thải. Người bán hàng không có dụng cụ vệ sinh như găng tay, khăn lau, dụng cụ tráng rửa. Hầu hết các hàng bán đồ chiên rán thường mua mỡ lợn ở chợ về rán lấy mỡ dùng chế biến. Vào cuối buổi bán hàng, khi mỡ nguội, họ thường chút vào chai để hôm sau dùng tiếp. Trong khi đó, mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần gây biến chất, không tốt cho sức khỏe, gây đầy bụng, khó tiêu. Nếu ăn nhiều có thể bị béo phì hoặc mắc bệnh tim mạch. Nguy cơ như vậy là dầu mỡ mà chiên đi chiên lại nhiều lần là tạo thành những cái axit béo rất là xấu, người ta gọi là trans-fat. Thì những cái nguyên nhân của trans-fat là nguyên nhân gây ung thư. Đấy là một cái tiềm ẩn, đấy là về những cái đồ rán. Thế còn về những cái đồ khác như là nước pha chế, nước giải khát hoặc hoa quả dầm này nọ thì là cũng dùng rất là nguyên liệu hóa chất, ví dụ như là đường hóa học. Đấy, rồi phẩm màu có thể là không phải là phẩm màu thực phẩm mà là phẩm màu công nghiệp, mà phá thì rất là đậm màu, là quá liều lượng. Đấy, liều lượng không cho phép này, chất lượng không cho phép. Đấy thì là những cái nguy cơ là về hóa học. Rồi thì là các cái loại như là bánh kẹo ấy, thì là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đấy mà giá thì rất rẻ. Thì tất cả những cái nguy cơ hóa học ấy thì dẫn đến rất là nhiều bệnh tật cho các em, ví dụ là những cái bệnh tim mạch, những cái bệnh tiểu đường, những cái bệnh béo phì, hoặc là thậm chí là những cái gây ung thư cho các em, vì là những cái hóa chất thì không quản lý nổi và dùng rất là tùy tiện. Đấy, cho nên là cái bệnh nguy hiểm rất là cái bệnh ung thư, mà như chúng ta biết là cái bệnh ung thư ở nước ta là cũng rất là nhiều. Đấy, ngoài ra những cái yếu tố vi sinh vật
Ví dụ như là dọc đường thì rất là bẩn như thế, nước mía này nọ phá là không có che đậy và coi như là khi phá thì còn bụi bặm ở dọc đường đúng không ạ? Rồi xe, rồi khói xe, rồi bụi bẩn. À, rồi thì là cốc chén rửa không sạch thì cần một chậu nước chỉ trắng quá thôi. À, cho nên cái yếu tố vi sinh vật cũng rất là nhiều, làm cho các em đau bụng, nôn ói. Đấy là những cái vi sinh vật. Đấy, nhưng mà tôi muốn nói vi sinh vật thì là nó gây ra bệnh tức thì. Các em có lẽ ăn lúc đấy thì sau mấy tiếng các em có thể là nôn ói đi ngoài. Nhưng về cái nguyên nhân về hóa chất thì tiềm ẩn rất là lâu, nó là nguy cơ rất là lớn. Thì cái đấy là một vấn đề rất là đáng báo động. Bên cạnh đồ ăn vặt thì đồ chơi cũng là mặt hàng được bày bán công khai tại khu vực các cổng trường học. Hiện nay đồ chơi dành cho trẻ em chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Đáng chú ý là các mặt hàng này không có nhãn phụ tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nhưng vẫn được bày bán tràn lan tại các khu vui chơi và cổng trường học. Trước đó đã có rất nhiều vụ tai nạn có liên quan đến món đồ chơi này. Trong đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là vào chiều ngày 16 tháng 1 năm 2014, nhiều học sinh trường tiểu học Chu Văn An ở thị trấn Đức An, Đắk Sông, Đắk Nông đã phải nhập viện với các triệu chứng khó thở, co cứng cơ, các chi, toàn thân nổi ngứa sau khi các học sinh đã dẫm, đạp, làm gói bom phát nổ. Theo tìm hiểu, các em học sinh đã mua một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn ở gần cổng trường. Trong quá trình chơi, do dẫm đạp, quăng ném nên đã phát nổ, làm cho 32 học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu. Loại đồ chơi với những cái tên như bom thối, bom nổ hiện được bày bán nhiều tại các cổng trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Với mức giá chỉ từ 1.000 đến 2.000 đồng, rất nhiều các món đồ chơi có hình dạng rất kỳ lạ như quả lựu đạn, bom thối cũng được các chủ cửa hàng bày bán, thu hút được nhiều sự lựa chọn của trẻ em. Những loại đồ chơi đắt khách đều có xuất xứ từ Trung Quốc với rất nhiều chủng loại như viên nở trong nước, bom thối, đèn chiếu laser, bút tàng hình, trông chóng kim loại, các loại hình xăm dán lên tay chân. Và người bán thì luôn khẳng định là không hề có gì nguy hiểm cho các em. Theo kết quả giám định của Phân viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, đối với đồ chơi trẻ em có tên bom nổ xuất xứ từ Trung Quốc, cho thấy bên trong đồ chơi này có phần bột màu trắng là chất hóa học NaHCO3 và túi ni lông đựng chất lỏng màu hồng là acid citric. Khi tác động một lực đủ mạnh lên gói đồ chơi, túi ni lông có chứa acid citric sẽ vỡ ra, kết hợp với chất bột màu trắng, tạo ra một lượng khí CO2 lớn, gây áp lực mạnh, làm vỡ vỏ bao bên ngoài và phát nổ. Khi nổ, acid citric và hóa chất NaHCO3 có thể bắn ra xung quanh, gây kích thích da và niêm mạc mắt cho những người ở gần, gây tổn thương tùy mức độ, cấp độ nhiều hay ít, gần hay xa. Hay như món đồ chơi rất được các bé gái thích, được gọi là viên hạt nở. Hạt nở là dạng đồ chơi để tạo nhiều họa tiết đa chiều. Hạt nở được các chủ cửa hàng hướng dẫn là đem bỏ vào nước và chúng sẽ nở phồng ra nhiều hình thù đẹp mắt, được làm bằng nhựa và rất an toàn cho các bé.
Tuy nhiên, khi các cháu chơi, viên bi quá nhỏ, trẻ bé, dễ cầm nuốt và lỡ lọt vào đường hô hấp. Gặp nước bọt và dịch trong cơ thể, bi nở bung sẽ gây tắc khí quản, khiến trẻ nguy tới tính mạng. Chưa kể rất nhiều hóa chất nguy hiểm trong thành phần có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Ngoài ra còn rất nhiều loại đồ chơi mà các em có thể dễ dàng mua được, vô tư chơi. Trẻ em thường chơi theo từng nhóm bạn, nếu có sự cố xảy ra khi chơi, những món đồ chơi này sẽ rất nguy hiểm. Trước cổng trường, cháu và các bạn thường ăn là kem và thạch ạ. Chơi thì hay chơi ở súng nước, pháo thối ạ. Chơi cả quay ạ. Thường bố mẹ cháu chơi cháu 10.000 ạ. Một cái dài có tầm khoảng 10.000 trở xuống. Mấy kem thì cả thạch mỗi cái có 1.000, 2.000 nữa ạ. Còn quay nhiều nhất là 35.000 ạ. Súng nước là 5.000. Cái đồ chơi ấy, là cũng chứa rất là nhiều phẩm màu độc hại với những cái chất đấy. Ví dụ như trong sản xuất đồ nhựa chẳng hạn, người ta sử dụng những cái chất gọi là cái nhóm phthalat ấy, là để cho làm dẻo nhựa. Đấy, thì là những cái chất ấy mà nếu các em lại ngậm vào mồm, các em lại sờ vào tay, các em lại ngậm vào mồm thì nó sẽ có cái, nó thể thối vào miệng. Đấy, đây các em dùng để thổi chẳng hạn, thì những cái chất đấy nó sẽ đi vào cơ thể, và những cái chất mà có cái gốc phthalat nó thường thường là làm cho nhựa dẻo ấy ạ. Thì là những cái chất rất là nguy hiểm. Nó theo tôi được biết là những cái chất ấy là có góp phần vào cái việc là làm cái nguy cơ là trục trặc về sinh lý cho nam giới. Đấy, là gây những cái hiện tượng yếu sinh lý. Đấy, rất là nguy hiểm cho trẻ em. Đấy, hoặc là những cái phẩm màu ấy, phẩm màu để mà nhuộm những cái đồ chơi ấy, thì những cái phẩm màu ấy toàn là phẩm màu công nghiệp thôi, thì cũng rất là độc hại. Đấy, những cái phẩm màu ấy cũng là những cái nguồn gốc để gây ung thư, những cái phẩm màu vừa loè loẹt mà lại ấy. Kể cả những cái miếng dán, tất cả những cái không rõ nguồn gốc, tất cả những cái hàng mà nói chung là những cái đấy mình cũng có thể là cấm bán được, với những cái hàng đấy là cũng nhập lậu mà cũng không rõ nguồn gốc, mà cũng nó là cũng ít hay nhiều thì nó cũng vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Đấy. Mặc dù là mình không phải là thức ăn hàng ngày, nhưng mà các em dùng vào để sờ nắm vào rồi thì bỏ vào mồm này, rồi thì là trong lúc những cái đồ uống bằng nhựa ấy, thì uống dùng để uống này, đấy, tất cả những cái đồ đấy cũng nguy cơ là mất an toàn, về làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Hẳn rằng khi nhìn vào những món đồ ăn, đồ chơi này, người lớn đều biết là chẳng ngon lành và an toàn gì. Tuy nhiên các quầy hàng vẫn mọc lên ngày càng đông và di động hơn tại các cổng trường học các cấp. Không chỉ là do các mặt hàng này đã biết đánh trúng tâm lý của trẻ với những món đồ ăn, đồ chơi sặc sỡ, bắt mắt, giá thành lại rất rẻ, sự ham lợi nhuận của những người bán hàng mà việc quản lý, trách nhiệm của các đơn vị cũng còn rất lỏng lẻo. Đã có rất nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra khi ăn những bánh kẹo như thế này, và chưa kể những nguy cơ tiềm tàng do những chất phụ gia hóa học có trong các loại thực phẩm này. Thức ăn đồ uống không đảm bảo vệ sinh cùng thái độ thờ ơ của những chủ hàng rong khiến cho nhiều học sinh đứng trước nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cao. Tuy nhiên, cũng chính vì thói quen hay mua đồ ăn vặt, đồ chơi của học sinh cùng sự dễ dãi của người lớn, nên dù nguy cơ ngộ độc từ quán hàng rong trước cổng trường học là rất cao, song vẫn chưa thể giải quyết. Hàng năm, các đoàn thanh tra ở các địa phương, từ tỉnh đến huyện, đều tổ chức các đợt thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, việc kiểm tra thường chỉ tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn. Nếu có kiểm tra ở trường học thì chỉ tập trung vào các bếp ăn, nhà ăn, căng tin. Còn những quán hàng, gánh hàng rong vẫn nằm ngoài vòng kiểm soát. Và do đó, khi có một vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, nguyên nhân từ các quầy hàng rong vỉa hè thì các cơ quan chức năng cũng chẳng thể biết được ai để mà xử lý. Tôi thấy là nhiều em, nếu mình nói đấy các em cũng biết đấy, các em ở đấy thì cũng là học sinh ít nhất là cấp 1, cấp 2 rồi đúng không ạ? Thì các em biết rồi, nhất là cấp 2 thì lại càng là những em lớn hơn thì biết rồi. Vấn đề nhà trường thì cũng nên có những cái giờ mà dạy về cái vấn đề an toàn thực phẩm để cho các em là có kiến thức. Tôi nghĩ là cơ quan quản lý cần phải siết chặt hơn nữa về cái vấn đề mà cấm tuyệt đối, cấm bán hàng rong. Ví dụ như là ở cái địa bàn nào thì ở phường, xã ấy là nên ra tay. Đấy, chứ còn ở cấp cao hơn thì chỉ là đường lối thôi, nhưng mà ở ngay cái địa bàn đấy thì là phải có những cái đội về trật tự và nên dẹp những cái đấy đi. Vì là thật ra là các em mà nếu mà các em là cái lứa tuổi này cũng chưa chủ động được. Các em chỉ thấy có những cái hấp dẫn về vừa đói bụng vừa thấy có mùi thơm nào là mùi rán này nọ là các em rất là thích ăn và đòi ăn. Cho nên là chúng ta phải cần có những biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là ở phường xã ấy, thì phải có những cái đội quản lý và dẹp những cái quán hàng rong ở ngay ở trước cổng trường thì cũng sẽ được không còn những cái gì hấp dẫn với các em nữa, thì các em cũng không thể là mua ăn. Cho nên chúng ta là có những cái biện pháp mạnh hơn nữa để mà dẹp những cái quán đấy ngay ở địa phương ấy. Giải pháp dạy trẻ nói không với quà vặt, đồ chơi nơi cổng trường. Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa từ đồ ăn, đồ chơi tại các cổng trường. Trường học có thể mở các căng tin trong trường để đảm bảo an toàn thực phẩm. Hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Trước tiên phải bắt đầu từ mỗi gia đình trong việc hướng dẫn con trẻ ý thức cảnh giác với các sản phẩm không có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, các phụ huynh cũng phải quản lý chặt chẽ việc chi tiêu tiền của con em mình. Các nhà trường nên phối hợp với phụ huynh và chính quyền cơ sở có hình thức tuyên truyền học sinh, chủ các hàng quán nơi cổng trường học cam kết không mua và bán những loại hàng này. Bên cạnh đó, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường sớm vào cuộc để tình trạng hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được giải quyết triệt để. Làm được như vậy mới mong giúp các em học sinh tránh được những hậu họa lâu dài về sức khỏe và nòi giống, bởi xét cho cùng, các em cũng chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết và chưa được quan tâm đúng mức.